Vì sao? Vì trong vô khởi vô tác, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Hiện hiện tất cả pháp đều lấy vô sanh vô diệt làm đích, các đại Bồ Tát đều không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong vô sanh vô diệt đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Hiện hiện tất cả pháp đều lấy vô nhiễm vô tịnh làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong vô nhiễm vô tịnh đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô sở hữu làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong vô sở hữu đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy như giấc mộng cho đến như thành tầm hương làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong mộng cho đến như thành tầm hương, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô lượng vô biên làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong vô lượng vô biên đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy chẳng cho chẳng giữ làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong chỗ chẳng cho chẳng giữ ấy, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Hiện hiện tất cả pháp đều lấy chẳng nâng lên chẳng hạ xuống làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong sự chẳng nâng lên chẳng hạ xuống, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy không đến không đi làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không đến không đi, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy không tăng không giảm làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không tăng không giảm, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy không vào không ra làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không vào không ra, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy không nhóm họp không tan rã làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không nhóm họp không tan rã, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy không hợp không lìa làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trong không hợp không lìa, đích và chẳng phải đích đều bất khả đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy ngã cho đến người thấy làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì ngã cho đến người thấy còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong đây có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô ngã cho đến không người thấy làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì vô ngã cho đến không người thấy còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy thường lạc ngã tịnh làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì thường lạc ngã tịnh còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy vô thường khổ vô ngã bất tịnh làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì vô thường khổ vô ngã bất tịnh còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy việc tham sân si làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì việc tham sân si còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy việc kiến sở tác làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì việc kiến sở tác còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy không động làm đích, các đại Bồ Tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì tánh không động còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc.
thiện hiện tất cả pháp đều lấy năm uẩn làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì sắc cho đến thức còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu nội xứ làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhãn xứ cho đến ý xứ còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu ngoại xứ làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu nội giới làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến ý giới còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu ngoại giới làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì sắc giới cho đến pháp giới còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu thức giới làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu xúc làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhãn xúc cho đến ý xúc còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu thọ làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu giới là đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì địa giới cho đến thức giới còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy bốn duyên làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nhân duyên cho đến tăng thượng duyên còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy 12 phần duyên khởi làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì vô minh cho đến lão tử còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy sáu pháp ba la mật đa làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy 16 không làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích. Vì sao? Vì pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy bốn thánh đế làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy 37 pháp phần bồ đề làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy bốn tịnh lượng, bốn vô lượng, bốn định vô sắc làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy tám giải thoát, tám tháng xứ, chí định thứ đệ, mười biến xứ làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì tám giải thoát, tám tháng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện tất cả pháp đều lấy ba môn giải thoát làm đích. Các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện còn rốt ráo vô sở hữu,
huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện thiện, tất cả pháp đều lấy tam thừa thập địa làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì tịnh quán địa cho đến Như Lai địa còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện thiện, tất cả pháp đều lấy 10 địa bồ tát làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì cực kỳ địa cho đến pháp vân địa còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy nằm lại mắt 6 phép thần thông là đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì nằm lại mắt 6 phép thần thông còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy 10 lực Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy và 12 tướng, 80 vẻ đẹp làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì 32 tướng, 80 vẻ đẹp còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy pháp không quên bất, tánh luôn luôn xả làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoàn toàn vô sở hữu, huống gì trong ấy có đích và phi đích có thể đắc. Thiện thiện, tất cả pháp đều lấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì tất cả hạnh đại bồ tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, tất cả pháp đều lấy dự lưu cho đến Như Lai làm đích, các đại bồ tát không thể vượt khỏi đích này. Vì sao? Vì dự lưu cho đến Như Lai còn rốt ráo vô sở hữu, huống gì trong ấy còn có đích và phi đích có thể đắc. Thiện hiện, như vậy các đại bồ tát vì muốn làm chỗ tới cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này ai có thể tìm hiểu sâu sắc? Phật dạy: Thiện hiện, đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đại bồ tát nào phát ý mong cầu lâu dài tinh tấn tu hành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, ở chỗ chư Phật đã phát thể nguyện rộng lớn, gieo trồng nhiều cát lành, đều đã thành thục, được vô lượng bạn lành hộ trì hộ niệm, thì mới có thể tìm hiểu sâu xa đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Đại bồ tát này dùng tánh nào, tướng nào, trạng nào, mạng nào để